Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi tháng 7 âm lịch năm 2021 của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Mậu Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là những người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Mậu Ngọ mệnh thiên thượng hỏa, tính cách hoạt bát, lạc quan, yêu đời, bản chất lương thiện. Họ luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè, cũng không ngần ngại giúp đỡ cả những người xa lạ. Cũng rất công bằng và chính trực, nhờ thế mà họ rất nhiều bạn bè. Họ vì bạn bè mà lăn xả khi gặp khó khăn, bạn bè cũng là những người sẵn lòng vì họ mà hóa giải nguy nan. Người tuổi Mậu Ngọ có tinh thần trách nhiệm cao, dễ được cấp trên tín nhiệm và trọng dụng. Tuy tính cách có phần nóng vội, đôi lúc cũng mắc sai sót, nhưng sự chân thành và lạc quan của họ khiến mọi người hết lòng yêu quý và giúp đỡ. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Vận trình của tuổi Mậu Ngọ trong tháng 7 âm lịch năm 2021 qua từng phương diện. Thứ nhất, về sự nghiệp. Tử vi tháng 7 âm lịch của bản mệnh tuổi Mậu Ngọ dự đoán rằng người sinh năm 1978 sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp. Bản mệnh nên nắm bắt cơ hội và thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, bản mệnh có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Nếu bản mệnh nỗ lực không ngừng, cuối cùng sẽ đạt được mục tiêu. Kết quả bản mệnh đạt được ngày hôm nay, một phần cũng nhờ công sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm trong mắt đồng nghiệp. Bản mệnh luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không trần chờ bất cứ ai, cũng không mong chờ những điều được giúp đỡ từ người khác. Bản mệnh sẽ nhận được sự ủng hộ từ các nhà quản lý, sếp và được cấp trên trọng dụng. Thứ hai, về mặt tài lộc. May mắn cho tài lộc, bản mệnh sẽ nhận được thu nhập từ tiền lương và có tiền thưởng. Vì bản mệnh đã dành phần lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc và tăng năng lực cá nhân để tăng thêm thu nhập đáng kể trong tháng này. Người tuổi Mậu Ngọ rất nhạy bén và biết nắm bắt thời cơ, đầu óc kinh doanh táo bạo tạo nên bản mệnh có khoản tích lũy không hề nhỏ. Tuy vậy, tính phóng khoáng chi tiêu không kế hoạch nên tiền làm ra cũng không giữ được bao nhiêu. Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể hơn để có thể giữ được tiền. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó mà có thêm nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Tình yêu và các mối quan hệ tình cảm có thể tốt cho những người sinh năm 1978. Bản mệnh có thể phải lòng ai đó và cần nắm bắt cơ hội. Với những người không phù hợp, hãy nhất quyết từ chối không liên quan, chỉ tốn thời gian và tiền bạc của bản mệnh mà thôi. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, bản mệnh nhận lỗi dù thuộc lỗi về ai đi chăng nữa, cũng để giữ hòa khí. Tháng này, gia đình bản mệnh sẽ có chuyến vui và có một chuyến đi du lịch nơi xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ của bản mệnh với các thành viên. Đồng thời, nên dành nhiều thời gian để tâm sự, chia sẻ tâm tình với vợ, chồng để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người, làm bậc cha, làm mẹ. Hãy là tấm gương tốt cho con cái noi theo. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tháng này sức khỏe không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý đến thể trạng bản thân, cơ thể sẽ suy nhược nếu bản mệnh tiếp tục thức khuya và uống rượu.
Nếu đã có tiền sử mắc bệnh nào đó, hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tháng này. Ngoài ra, thay đổi không khí. Tổ chức những chuyến đi cho bản thân và gia đình, lái xe chú ý an toàn khi bất trắc xảy ra. Những ngày tốt trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Tháng lịch, tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 7 năm 2021, tức ngày 8 tháng 8 năm 2021 và tới ngày 6 tháng 9 năm 2021 dương lịch. Tháng Bính Thân có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa, tháng Thân Lục Hợp Tỵ, Tam Hợp Tý và Thìn Thành Thủy Cục, xung dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi Mậu Ngọ, cần chú ý những ngày sau. Thứ nhất là ngày âm lịch 1 tháng 7 năm 2021, tức là ngày 8 tháng 8 năm 2021 dương lịch, có nạp âm Giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 13 tây tháng 7 năm 2021, tức ngày 20 tháng 8 năm 2021 dương lịch, có nạp âm Giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Thứ ba, ngày âm lịch là ngày 25 tháng 7 năm 2021, tức ngày 1 tháng 9 năm 2021 dương lịch, có nạp âm Giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tan Đố Mộc. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của chủ mệnh Mậu Ngọ sinh năm 1978. Trong những ngày này, bản mệnh cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để bản mệnh tuổi Mậu Ngọ tiến hành các công việc liên quan đến công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những việc nhỏ trong gia đình đều thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày 8 tháng 7 năm 2021 âm lịch, tức là ngày 15 tháng 8 năm 2021 dương lịch, có nạp âm Giáp là Ất Mùi. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 20 tháng 7 năm 2021, tức là ngày 27 tháng 8 năm 2021 dương lịch, có nạp âm Giáp là Đinh Mùi. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tháng 7 âm lịch năm 2021 dành cho tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất nhé.